Chào các bạn, hôm nay đại lý phụ kiện xin giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó là bộ phát wifi Tenda 4 dâu, mã sản phẩm là FH456, tốc độ 300 Mbps, có 4 anten, mỗi anten là 5 dB, chuẩn 300, chế độ bảo mật cao nhất và cấu hình đơn giản nhất, hàng chính hãng Tenda, bảo hành 3 năm 1 đổi 1. Đây chính là mã sản phẩm FH Tenda 456. Sản phẩm hỗ trợ rất nhiều, đây là cổng thông số cổng quan để có thể cấu hình router hoặc là cấu hình modem mạng quang vào, ba cổng xuất ra cổng LAN. Đây là các thông số kỹ thuật so bảng so sánh của N301, F3 và F456. Đây là bảng so sánh tốc độ cũng như là thông số. Hỗ trợ các sản phẩm như laptop, desktop, tablet và smartphone. Mình sẽ mở bên trong sản phẩm. Đây là sách hướng dẫn kỹ thuật cấu hình cũng như lắp đặt. Sản phẩm sử dụng một chiếc adapter có thông số nguồn là 9V 6016A, nguồn đầu vào là dài 100-240V AC xoay chiều, tần số 50-60Hz 0.3A. Tiếp theo có một cái dây link để kết nối cài đặt cũng như là kết nối khi mà cài đặt xong vào máy PC hoặc là switch. Đây chính là chiếc wifi 4 dâu Tenda FH 456, có đèn báo system wifi, 3 cổng WAN, 3 cổng LAN, 1 cổng WAN, cổng TKPS, 2 cổng TT. Trên sản phẩm có ghi cái hướng dẫn và cấu hình, giải địa chỉ IP mặc định là 192.168.0.1, mật khẩu truy cập là admin. Đây là các thông số. Đằng sau là cổng quan 1 và 3 cổng LAN, một cổng tắt mở wifi, một cổng reset và một cổng cắm nguồn. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng, đại lý phụ kiện 39 Nguyễn Ngọc Nại, phường Mai Thanh Xuân, hotline 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.